Chào các bạn đang đến với kênh Bob Gaming các bạn nhé. Và bây giờ mình lại tìm kiếm những sứ mệnh mà các bạn đã yêu cầu mình chơi ở video lần này các bạn ạ. Và ở video lần này mình sẽ chơi sứ mệnh nào được các bạn nhỉ? Sứ mệnh 395 các bạn ạ. Ở sứ mệnh 395 này thì có một bạn thử thách mình chơi sứ mệnh 395 mà không được sử dụng boss các bạn ơi. Vậy nên mình sẽ chỉ sử dụng kiếm sĩ thôi nha các bạn nhé. Và trước khi vào sứ mệnh thì mình sẽ thay đổi quả tượng cho nó máu anh em nhá. Để xem nào. Và sau đó mình sẽ sử dụng full kiếm sĩ để hạ những final boss ở bên quân địch anh em nhá. Bạn này bạn đưa ra yêu cầu đối với mình là không được sử dụng boss các bạn. Vậy nên mình sẽ không sử dụng boss nữa và mình sẽ chọn chơi ở phần game này là mình sẽ chọn chơi ở phiên bản truyền thống nhá các bạn nhá. Mình không chơi phiên bản mod nữa các bạn ạ. Rồi, giờ chúng ta cùng chuẩn bị vào game nào. Và đây là giao diện của sứ mệnh 395 nha các bạn nhá. Wow, nhìn quả mẹ giao diện 395 này thì rất chi là tuyệt vời rồi các bạn nhá. Đó, trước tiên mình cứ phải phang mấy đống vàng ra đó, để cho mấy ông thợ mỏ đào cho nhanh các bạn ơi. Chứ để cho mấy ông ấy đào kéo xa quá thì cái lượng vàng nó lên cũng chậm lắm các bạn ạ. Vậy nên bây giờ mình sẽ đầu tư mấy quả mà đống vàng cho nó máu ấy, các bạn nhá. Để xem nào. Wow, rất chi là máu ấy. Và ở sứ mệnh 395 này thì mình sẽ chỉ sử dụng kiếm sĩ thôi nhá. Để xem kiếm sĩ có giúp mình vượt qua được sứ mệnh 395 này không nhá. Đâu rồi. Lốm côm mẹ mấy thằng zombie nhỏ này thì làm được cái gì nhỉ? Đó, các bạn thấy không? Mẹ nó hết lăn lê, nó lại đến bò các bạn ạ. Để xem nào. Ái xa. Lại mấy ông mẹ zombie đi bộ này thì chỉ làm mồi để cho những anh mẹ kích chu cung thủ của mình tập bắn thêm thôi các bạn ạ. Các bạn thấy không? Mẹ ấy, anh chàng kích chu cung thủ này với hai anh chàng lính giáo là sứ mệnh cho mình anh em nhé. Đâu rồi. Wow. Chiến nào. Úi dồi, mấy thằng zombie kiểu này thì làm ăn được cái gì anh em nhỉ? Để xem nào. Wow. Tiếp tục chiến anh em nhỉ? Wow, mấy thằng mẹ zombie hết đi bộ lên ném lựu đạn anh em ạ. Rất máu. Nhưng mà với kỹ năng chiến xa của mình thì những anh chàng kiếm sĩ không bỏ qua được những con mồi mà nó ngon như vậy đâu anh em ạ. Đó, thấy gì chưa? Lại một bầy mẹ zombie lững thững đi bộ qua. Ây chà, anh chàng lính giáo của mình bị nhiễm chất độc của zombie rồi. Tình hình là phải lui về để chữa lành cho anh chàng lính giáo dắt vàng đã anh em nhé. Để cho mấy anh chàng cung thủ hỗ trợ bắn ở phía sau nào. Có hai anh chàng lính giáo mà bị nhiễm chất độc của zombie rồi nên là mình tạm thời mình lui quân để chữa lành đã anh em nhé. Để xem nào. Những anh chàng cung thủ này đang hỗ trợ mình anh em ạ. Và như vậy đội quân của mình đã tiến lên để chiến đấu rồi. Lên nào. Wow. Zombie đi bộ này thì làm sao mà sống sót qua được cái bàn tay của kiếm sĩ anh em nhỉ? Để xem nào. Wow. Úi giời ơi. Mấy anh chàng zombie này thì làm sao mà chống chọi nổi anh em nhỉ? Và đây là sự xuất hiện của anh chàng zombie. Một chiến binh ngủ gật đã xuất hiện ở trên mẹ đống cỏ này anh em ơi. Nhưng mà chiến binh ngủ gật này thì không ăn thua anh em ạ. Vào phát là bị những anh chàng kiếm sĩ của mình xử lý ngay lập tức anh em ạ. Hắn ta còn chưa kịp ra một đòn sát thương nào cả anh em ơi. Rất chi là gây cấn anh em nhỉ. Đó, mình lại bồi dưỡng thêm mấy đống vàng nữa để cho mấy ông thợ mỏ đào cho nhiều vàng đi. Để mình lát nữa mình chiến đấu với những anh chàng final boss anh em nhá. Anh em ai còn yêu cầu mình chơi sứ mệnh nào nữa thì anh em nhớ để lại bình luận cho mình biết nhé. Mình sẽ chơi theo mọi yêu cầu của anh em ạ. Từ phiên bản mod cho tới phiên bản truyền thống và phiên bản hack. Chỉ cần anh em yêu cầu mình chơi phiên bản nào hoặc là sứ mệnh nào mình đều chơi hết anh em nhé. Và anh em đang coi sứ mệnh 395 của phiên bản truyền thống anh em ạ. Anh em nhìn thấy khung cảnh của sứ mệnh 395 này như thế nào anh em? Quân địch bây giờ mới xuất hiện được hai thằng zombie anh em ạ. Và quân mình thì tạm thời lui quân về để chữa lành vết thương cho những chiến binh của mình. Và mình thực hiện chính sách là vườn không nhà trống anh em ạ.
Mấy thằng zombie này qua đây sẽ bị những anh chàng cung thủ hỗ trợ bắn ở phía sau anh em ơi. Đó, tiếp tục đầu tư vàng nào anh em. Anh em xem được video của mình thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hãy tiếp tục đồng hành cùng mình trong những sứ mệnh tiếp theo nha anh em. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Úi giời ơi, úi giời ơi. Mẹ mấy anh chàng zombie đi bộ này thì không ăn thua anh em nhỉ. Cứ để cho cung thủ hỗ trợ thôi là cũng có thể hạ được sứ mệnh này anh em ạ. Rất chi là tuyệt vời anh em ơi. Úi giời ơi, lên đông đông một tí để cho đội quân của mình nó xuất hiện nào. Lên ít như thế này thì chắc đội quân của mình phải ngủ một giấc xong mới qua để chiến đấu anh em nhỉ. Xem nào, wow, mẹ mấy thằng zombie này. Rất chi là buồn cười anh em ạ. Mẹ đi thì đi đông đông một tí đi, mấy ông cứ đi theo kiểu rải rác như thế này thôi thì để cho mấy chiến binh của mình nó xuất hiện thì hơi phí anh em nhỉ. Xem nào, lên chiến nào. Mẹ mấy thằng zombie đi bộ thì cũng lên phải xử lý anh em ạ. Anh em thấy không, mẹ hai ông linh giáo của mình giờ ngon lành rồi. Nãy bị những chất độc nên là cứ tạch được máu ấy anh em ạ. Nhưng mà bây giờ chất độc đã được chữa khỏi thì bây giờ hai anh chàng này lên chiến đấu như thường anh em ơi. Như chưa có điều gì xảy ra cả anh em ạ. Ấy ra lại có một thằng zombie linh giáo anh em ạ. Đây là chung của những thằng zombie anh em ơi. Đâu rồi. Lên đông đông một tí mẹ xử lý cho nó nhanh anh em nhỉ. Anh em xem được video của mình thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Tiếp tục pha mấy đống vàng để cho nó gần gần cái mũi tên đó anh em. Để cho mấy ông thợ mỏ lôi đi lôi lại cho nó gần anh em ạ. Ái xa. Mẹ thanh niên zombie này máu chiến nhờ. Úi rồi, lại sự xuất hiện của anh chàng mẹ Storen ngủ gật anh em ạ. Ây da, chiến nào. Mấy anh chàng Storen ngủ gần này không ăn thua anh em ạ. Đấy, mẹ lên chưa vã được phát nào mà đã tạch rồi anh em ơi. Anh em đang xem sứ mệnh 395 của phiên bản truyền thống anh em nhé. Và phiên bản này là cực khó anh em ạ. Anh em còn yêu cầu mình chơi sứ mệnh nào nữa thì anh em nhớ để lại bình luận cho mình biết nhé. Mình sẽ chơi theo mọi yêu cầu của anh em ạ. Và anh em coi được video của mình thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bây giờ mình và bên đội quân của địch đang thực hiện chính sách là vườn không nhà trống anh em ạ. Chẳng có ai trên chiến trường hết anh em ơi. Bây giờ mình đang trong thời gian chờ đợi quân địch thì mình tạm thời lui quân về để chữa lành vết thương đã anh em nhé. Tiếp tục với mẹ đầu tư vàng tiếp anh em ạ. Để cho nó gần gần một tí để tí nữa mình mua cái chiến binh của mình ra để xử lý phi lần boss anh em nhé. Những chiến binh cung thủ hỗ trợ phía sau đang sẵn sàng anh em ạ. Nhưng mà chẳng thấy ông zombie nào mò mặt qua anh em ơi. Ái xa. Và đây là sự xuất hiện của anh chàng cung thủ bên phía quân địch anh em ạ. Sự pha trộn giữa những anh chàng lính giáo và cung thủ anh em ơi. Sự kết hợp 2 trong 1 này thì có mang lại hiệu quả cho quân địch không anh em nhỉ? Để xem nào. Giờ thì lên xử lý luôn đi còn mẹ chờ đợi điều gì nữa anh em nhỉ? Quả này để mình cho đội quân của mình lên xử lý anh chàng mẹ cung thủ này anh em nhé. Đó, lên phát là mẹ xử lý hết nào. Đấy, bắn được phát nào thì bắn đi. Là gõ cho vài phát nên là xanh mặt mèo liền anh em nhé. Báo cái gì đây, ái chà, sự xuất hiện của anh chàng kiếm sĩ anh em ạ. Quả skin này là năng lượng mặt trời này, nó có cả set à, năng lượng mặt trời à, ấy à, set thật à, tạch đến đít rồi mà còn set nữa anh em ạ. Được đấy, rất chi là ngầu anh em ơi. Nhưng mà chiến binh đấy thì không phải là đối thủ của những anh chàng kiếm sĩ bên mình anh em ạ. Còn mấy anh chàng zombie này thì không thể nói chuyện anh em nhỉ. Lên thằng nào là thịt đó liền. Đâu rồi. Úi xài ơi. Mấy thằng zombie này nó không chui ra khỏi cái mũi tên này, nó cứ đứng ở đó anh em ơi. Nhưng mà cuối cùng thì những anh chàng kiếm sĩ của mình cũng hạ knock out luôn anh em ạ. Cho đó ván luôn. Không phải bắn cái nhiều anh em nhỉ. Đâu rồi. Lại bị nhiễm chất độc của bên nó anh em ạ. Nó cứ nhằm hai thằng lính giáo sát vàng của mình là nó mà ném lựu đạn anh em ơi.
quá là kinh khủng nhỉ. Cái này thì phải kêu Titan Boss ra xử lý anh em ạ. Lên hết đi để xử lý một lượt luôn nào. Quá là kinh khủng anh em ạ. Bên mình được sứ mệnh 395 này khuyến mãi thêm hai bà phù thủy bơm máu anh em nhé. Nhưng mà với lượng kiếm sĩ của mình nó đông đảo như vậy thì phù thủy bơm máu cũng không ăn thua anh em nhỉ. Chắc cũng bơm được cho một vài ông chứ làm sao mà bơm hết được cho cả trăm ông được anh em. Lại là sự xuất hiện của Storen anh nhá anh em ạ. Đấy đấy đấy, hắn ta đang đi bộ lên anh em ơi. Storen này không ăn thua đâu anh em ạ. Nhìn to xác vậy chứ hắn ta cực kỳ chậm anh em ạ. Chỉ cần mà kiếm sĩ vào mẹ phang như một tí thì hắn ta còn mẹ chưa kịp ra một đòn sát thương nào là đã tạch rồi. Cũng ngầu như vậy nhưng mà không ăn thua anh em ơi. Để xem nào. Úi xời ơi. Những chiến binh của mình rất chi là tuyệt vời anh em ơi. Đó, anh em coi mẹ Storen chuẩn bị bay màu này. Đó, thấy chưa? Chưa vã được phát nào, phát mẹ tạch luôn anh em ạ. Tưởng như thế nào? Đâu rồi? Mẹ đang máu chiến mà không thấy cha con đằng nào vác xác ra nữa anh em ơi. Đội quân của mình cứ vừa đánh vừa nghỉ ngơi anh em ạ. Đã vậy thì mình lại phải lui quân thôi anh em nha. Anh em còn yêu cầu mình chơi sứ mệnh nào nữa thì anh em nhớ để lại bình luận cho mình biết nhé. Mình sẽ chơi theo mọi yêu cầu của anh em ạ. Và anh em xem được video của mình thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc anh em có những phút giây thư giãn thật là thú vị bên video của mình nha anh em. Ái xa, ai đây? Và đây là anh chàng khổng lồ anh em ạ. Lại là một dân chơi khổng lồ đỏ với quả skin là Macaron anh em ơi. Đây là skin mạnh nhất của những skin rồi anh em ạ. Để xem quả skin này thì sẽ chống chọi được trong vòng bao nhiêu lâu anh em nhá. Giờ cùng chiến nào. Đó, anh em thấy không? Đỏ rực cả một khu phố như vậy thì chẳng mấy chốc mà đã tạch rồi anh em nhá. Úi dồi ôi, anh chàng khổng lồ to còn tạch thì khổng lồ con này thì nó nhanh hơn một tí anh em ơi. Nhưng mà cũng tạch thôi anh em ạ. Làm sao mà chống chọi nổi với dạng kiếm sĩ đông đảo như ở quân mình anh em. Quá là ghê gớm anh em thấy không? Mẹ khổng lồ to, khổng lồ đỏ dịch tạch hết rồi. Còn bây giờ còn mấy thằng zombie này thì không ăn thua anh em ạ. Giờ thì quân địch phải mẹ chiêu hồi Titan Boss ra để chiến đấu với đội quân bên mình chứ anh em nhỉ. Mình phải dùng kiếm sĩ của mình để hạ Titan Boss cho nó máu anh em ạ. Đấy. Sắp 3 thằng kiếm sĩ vác xác ra đây là xử lý hết anh em ơi. Không tha thằng nào được. Lại bị nhiễm chất độc anh em ạ. Mẹ mấy thằng zombie ném lựu đạn này nhiều chất độc quá anh em ơi. Đây. Quả này khổng lồ này thì thành thằng kiếm chắc anh em nhỉ. Thằng khổng lồ này chậm cực kỳ luôn. Một đai phát là thành chặt. Xem nào đấy. Mẹ không được phát thứ 3 anh em ạ. Tưởng mẹ đập được phát thứ 3 nhưng không được phát thứ 3 là tạch luôn rồi. Lại mấy ông chàng mẹ zombie ném lựu đạn anh em ạ. Cay thật sự. Quả này lên xử lý nó nào. Cho nó ném lựu đạn. Ném lựu đạn này. Tạch chưa. Đó là kinh khủng. Lựu đạn thôi đấy. Anh em thấy mẹ đội quân của mình quá là kinh khủng anh em nhỉ. Wow, lại là sự xuất hiện của một anh chàng nè. Lại là kiếm sĩ thịnh nộ thì khổng lồ chỉ có tắt điện thôi anh em. Sao mà chống chọi nổi đấy mà. Và đây lại là sự xuất hiện của một anh chàng Storen nữa anh em nhé. Chiến binh này thì vừa đi vừa ngủ gật nên là hơi lâu anh em ạ. Ra đôi khi mẹ chưa xuất chiêu được phát nào là tạch luôn rồi anh em ơi. Để xem hắn ta chống chọi được bao lâu anh em nhé. Wow, thấy gì chưa? Ra phát là tạch liền anh em nhá. Đâu rồi? Đây, đội hình đã ổn định rồi. Anh chàng lính giáo chắc tạch qua anh em ơi. Đấy, anh em thấy hết máu rồi này. Rồi, tạch luôn rồi. Đã vậy thì mình mua thêm kiếm sĩ để chiến đấu với cha con nhà khổng lồ anh em ạ. Đấy, một thằng cha dẫn theo hai thằng con khổng lồ ra để chiến đấu với đội quân kiếm sĩ bên mình anh em ơi. Để xem đội quân kiếm sĩ bên mình có mẹ hạ được đối thủ không anh em nhá. Anh em nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều.
Xem nào, xem nào, chiến nào, chiến nào. Trời ơi, bọn này anh đã biết được tập cái gì nữa. Đấy, 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 bảo mà. Còn thằng này tạch luôn anh em ạ. Đó ra thằng nào là thịt thằng đó liền anh em nhỉ. Ố vàng lại hết rồi. Mấy ông thợ mỏ đào nhanh thật anh em ơi. Lúc đầu sứ mệnh mình phang cho mấy đống vàng mà mấy ông đào nhanh thật. Ấy da, lại là đoàn khổng lồ anh em. Xem nào, còn ba thằng khổng lồ nữa anh em ơi. Máu chiến đang máu chiến là gì hết, không tha được nào anh em ơi. Đó, đó, anh em thấy chưa? Làm sao mà chống chọi nổi dàn mè đội binh của mình anh em nhỉ? Anh em ai còn yêu cầu mình chơi sứ mệnh nào nữa thì anh em nhớ để lại bình luận cho mình biết nhé. Mình sẽ chơi theo mọi yêu cầu của anh em ạ. Và anh em xem được video của mình thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Vì đây là kênh mới của Búp Găng Minh anh em ạ. Vậy nên cái lượt xem nó hơi ít nên anh em chịu khó giúp đỡ mình nhé. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Không có chiến binh nào thì tạm thời mình lui quân đã anh em ạ. Ái xà, chờ mãi mới thấy xuất hiện anh em ạ. Và đây là sự xuất hiện của ba anh chàng Final Boss anh em ơi. Chủ nhân của sứ mệnh 395 này anh em ạ. Tâm điểm của sứ mệnh 395 là đây anh em ơi. Ba anh chàng Final Boss anh em ạ. Quả này mình sẽ sử dụng những anh chàng kiếm sĩ của mình để triệt hạ Final Boss anh em nhé. Ái xa, bên mình mẹ có quả anh chàng Griffon ra luôn anh em ơi. Đây là anh chàng Griffon là sứ mệnh cho mình anh em nhé. Còn mình đây, đây, quả này mình dùng kiếm sĩ để hạ Final Boss anh em ơi. Anh em cùng xem nhé. Đấy, đấy, đấy. Chiến nào, wow, 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 anh em thấy gì chưa, thấy gì chưa? Điều này chắc mình phải lui quân ra anh em ơi. Chứ cái đội kiếm sĩ mà ra giải rác như thế này thì mình không thể nào mà lấy đông được. Mình phải lui quân rồi nhá. Chính sách của mình là lấy đông để thắng mạnh khi mình sử dụng kiếm sĩ anh em ạ. Nhưng mà kiếm sĩ mà ra giải rác của đó thì mình sẽ mạnh hết anh em. Vậy nên mình phải chấp nhận mình hy sinh Griffon để cho mấy anh chàng kiếm sĩ ra nhiều anh em nhé. Kiếm sĩ ra đông là một phát kiếm sĩ thịnh nộ là những anh chàng Final Boss tạch hết anh em ạ. Giờ thì bắt đầu nào, bắt đầu nào. Anh em lên nào, lên nào. Kiếm sĩ đã thịnh nộ rồi, để xem Final Boss có chống trả được không anh em nhá. Xem nào. Wow, 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 vào xử lý Final Boss đi anh em ơi. Đó, 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 cái chân của này thì chẳng thấy chốc mà tạch đâu anh em nhá. Xem nào, anh chàng đang đi chân lên nào. Wow. Vậy là hai anh chàng phi đang đi thành rồi. Còn một thằng cuối cùng anh em ạ. Ây da. Thằng này còn mẹ níu kéo lắm người ta nào. Đó, nó đi xích luôn anh em nhá. Wow, wow. Vậy là mình đã hạ được ba anh chàng Final Boss rồi anh em ơi. Nhưng mà sứ mình vẫn chưa kết thúc nữa anh em ạ. Vẫn còn nhiều điều kỳ diệu, nhiều điều rất là hay. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Đây, 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 mẹ đôi chê, mẹ chiến binh của mình đang máu chiến anh em ạ. Đây, 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 mẹ ba nhân vật chính của chúng ta rồi. Quá là cố gắng anh em. Mẹ cũng sẽ dùng Final Boss của mình là Final Boss rồi anh em. Kiếm sĩ quách anh em. Wow, wow, đợt này là còn có cả mẹ mấy anh chàng zombie mà chui từ dưới đất lên nha anh em. Đã vậy thì mình làm cho quả mưa tên bão đạn nào anh em. Đấy, phan cho quả mẹ mưa tên bão đạn phát là quân địch tạch hết anh em ạ. Để xem nào, để xem nào. Phần tiếp theo là ai đây nhở? Đó, đó, đó. Để xem nào, để xem nào. Úi da. Và đây là sự xuất hiện của ba anh chàng Kai Rider anh em ạ. Khổng lồ cóc con à, mẹ ra đây xử lý luôn nào. Đang máu chiến, đang máu chiến anh em nhá. Làm quả tiên 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 ra anh em nhá. Sau đó mình sẽ dùng chiến binh của mình lên hạ ba anh chàng Kai Rider này anh em nhá. Anh em xem được video của mình thì nhớ like và đăng ký kênh nhá.
Thấy chưa? Rồi anh em ạ. Ôi mẹ ba thằng kia chia nhau ra đánh nghe như vậy. Mình mẹ cứ kiếm đi tình độ của Phan thôi anh em nhỉ. Làm cho quả này tanh hết rồi. Úi giời, quá là kinh khủng anh em ạ. Tưởng mẹ Kai Rider bộ ba huyền thoại xuất hiện như thế nào anh em ơi. Nhưng mà hắn ta cực kỳ yếu anh em ạ. Kiếm sĩ mà đến Final Boss thì còn hạ được tìm mấy thằng Kai Rider này thì chẳng là tuổi gì anh em nhỉ. Defend. Xem nào. Tạm thời lui quân đã anh em nhé. Để xem nào. Đấy, lại mẹ mấy thằng zombie đi bộ kiểu này thì mình lên mình vã cho một trận nữa cho nó mẹ kinh hồn bạt vía anh em nhé. Anh em ai còn yêu cầu mình chơi sứ mệnh nào nữa thì anh em nhớ để lại bình luận cho mình biết nhé. Mình sẽ chơi theo mọi yêu cầu của anh em ạ. Và anh em xem được video của mình thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Đâu rồi. Những chiến binh zombie này thì để cho mấy anh chàng kiếm sĩ ra để quạt cho một phát là thành hết anh em nhỉ. Xem nào. Wow. Quá là kinh khủng anh em nhỉ. Để xem nào. Giá thằng nào là thịt thằng đó liền anh em nhỉ. Không phải chờ đợi gì nhiều. Bây giờ mình đang sử dụng cung thủ để hạ những anh chàng zombie này anh em nhé. Đây là những anh chàng cung thủ hỗ trợ mình ở sứ mệnh 395 anh em ạ. Anh em xem được video của mình thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Anh em có thể thấy video của mình hay thì chia sẻ đến người thân và bạn bè để kêu gọi mọi người ủng hộ đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Đó, mấy thằng lôm côm, mấy thằng zombie đi bộ kiểu này thì lên thịt thôi anh em nhờ. Chờ đợi cái điều gì nữa, mẹ Final Boss còn hà được thì mấy thằng này chẳng là tuổi gì cả anh em ạ. Đâu rồi, chiến nào. Úi ôi. Và đây lại là sự xuất hiện của anh chàng Storen nữa anh em ạ. Lại là chiến binh nổi bật anh em ạ. Và chiến binh nổi bật này ra thì chắc chắn chẳng đánh đổi được bao lâu đâu anh em. Ái da. Cha của những anh chàng về anh chàng Storen anh em ạ. Anh nói được không anh em ạ. Đó. Storen, cha Storen con ra đây xử lý hết luôn anh em ạ. Để xem nào. Anh chàng Storen khổng lồ đó là nó hơi cao anh em ạ. Mình sẽ bị nó cao thôi anh em ạ. Anh em cùng xem nhá. Đó, chỉ bị to cao như vậy nhưng mà cũng sẽ bị những anh chàng cũng chuẩn bị sẽ thôi anh em ạ. Xem nào, cần từ bao lâu. Nó to cao quá nên là mình sẽ được nó của nó anh em ạ. Xem cần từ bao lâu anh em ạ. Kiếm sĩ tình độ mà phang anh em nhỉ. Chẳng phải không mà tạch đâu mà. Thấy chưa. Sắp tạch rồi nha. Wow. Vậy là sứ mệnh 395 màn cực khó mình đã hoàn thành rồi nha bạn ơi. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và giờ chúng ta cùng qua sứ mệnh 38 nha anh em. Có một bạn yêu cầu mình chơi sứ mệnh 38 anh em ạ. Và mình sẽ chọn phiên bản mod chơi nha bạn nhé.
Nãy mình chơi phiên bản truyền thống rồi và bây giờ mình chơi phiên bản mod nha anh em nhá. Wow wow. Chứ gì mà mình đã thấy quân địch rất chi là hung hăng rồi anh em ạ. Ấy giờ đã vậy thì mình phang mấy anh chàng Griffon ra để chiến đấu anh em nhá. Mình sử dụng 3 anh chàng Griffon ra để chiến đấu anh em nhá. Và ở dưới mình 38 này thì mình không được sử dụng phù thủy cũng như là người khổng lồ anh em ạ. Đã vậy thì mình cho 3 chiến binh to cao lực lưỡng và rất chi là mạnh mẽ ra để chiến đấu ở sứ mệnh 38 này anh em nhỉ. Đó, ra phát tấn công luôn cho nó máu anh em ạ. Đấy, đấy, anh em thấy gì chưa? Các chiến binh của mình lừng lững đi ra anh em ạ. Ôi ôi, quân địch chạy nhanh trong game. Thấy chưa, thấy chưa? Một phát đạp là đứt đất anh em ạ. Đó, ghê gớm quá đi. Đó, 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 thấy gì chưa, ra đây mới kiếm ăn nè. Đó, mấy thằng lính giáo bên quân địch chịu đòn tốt lắm anh em ạ. Mấy thằng lính giáo bên quân địch và skin ấy chịu đòn hơi tốt anh em ạ. Nên là những anh chàng gửi xong của mình vất vả mới đập được tượng anh em ạ. Vậy nên đây là một vật cản khó nhằn của những anh chàng Griffon ở sứ mệnh 38 này anh em nhé. Anh em ai còn yêu cầu mình chơi sứ mệnh nào nữa thì anh em nhớ để lại bình luận cho mình biết nhé. Mình sẽ chơi theo mọi yêu cầu của anh em ạ. Wow wow wow. Tình hình kiểu này thì tường có sầm không anh em nhờ. Ây da, ba anh chàng Griffon mè đập đầu đập cuối đập hết anh em ạ. Thấy chưa, thấy chưa. Giờ thì quân địch đã kêu tiếp viện rồi anh em ơi. Wow, tiếp viện kiểu này thì làm sao mà không chọi nổi Griffon anh em nhờ. Xem nào. Ái xa, ái xa. Mẹ mấy thằng tiếp viện kiểu này thì làm sao mà chống chọi nổi anh em nhỉ. Không thể chống đỡ anh em ạ. Mình tạm thời mình cho ba anh chàng Griffon lui lại để cho chiến đấu cho nó dễ anh em nhé. Rồi, 3-3 nào. Đấy, đất cả đất anh em ạ. Chuẩn bị nào, chuẩn bị nào. Quay lại 3-3. Trời ơi, xong luôn anh em nhá. Xong luôn nhá. Úi giời, kinh điển quá, kinh điển quá. Đâu rồi, tường sập chưa, tường sập chưa? Chưa anh em ạ, vẫn chưa sập. Vô lý rồi. Wow, về là sứ mệnh 38 mình đã hoàn thành rồi nhá bạn ơi. Bạn còn yêu cầu mình chơi sứ mệnh nào nữa thì nhớ để lại bình luận cho mình biết nhá. Giờ chúng ta cùng qua sứ mệnh 402 nào anh em. Bạn Ngô yêu cầu mình chơi sứ mệnh 402 anh em ạ. Và bạn yêu cầu rất là lâu rồi nhưng mà hôm nay mình mới rảnh để mình chơi các bạn ơi. Vậy nên bạn đừng có buồn nhé. Hãy tiếp tục đồng hành và ủng hộ mình trong thời gian sắp tới nhé. Cảm ơn bạn Ngô rất là nhiều. Ái xà, ái xà. Lại là một đồng cỏ xanh tươi bát ngát anh em ạ. Và một trên cái đồng cỏ xanh tươi bát ngát như thế này thì mình sẽ tiếp tục tin tưởng Griffon anh em ơi. Và tiếp tục tin tưởng với số lượng là số 3 anh em nhỉ. Số 2 đi anh em ạ. Nãy mình phang số 3 rồi, giờ mình phang số 2 cho nó máu anh em nhỉ. Đó, đó. Anh em xem được video của mình thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Anh em còn yêu cầu mình chơi sứ mệnh nào nữa thì nhớ để lại bình luận cho mình biết nhé. Mình sẽ chơi theo mọi yêu cầu của anh em ạ. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta cùng tấn công để đập tượng nào. Wow, một phát đạp, hai phát đạp. Kiếm sĩ là mẹ chạy mất cả dép anh em ạ. Làm sao mà đùa được anh em nhỉ. Ấy ấy, giờ thì vào mẹ xin quả tượng nào. Anh em thấy gì chưa, thấy gì chưa? Wow wow wow. Kinh điển quá, kinh điển quá. Quá là ghê gớm luôn anh em. Bên quân địch cung thủ đang tích cực bắn anh em. Để xem có tượng chống chọi được bao lâu anh em nhé. Và như vậy là tiếp viện đã xuất hiện anh em ạ. Để xem nào, để xem nào. Tình hình như thế nào đấy nhở. Đấy, đấy. Tiếp viện có mấy hai bà phù thủy to cao quá anh em ơi. Đấy xa, xa. Ba bà luôn anh em ạ, chứ không phải là hai bà nữa. Ba bà phù thủy hết sức là to cao anh em ơi. Phép thuật thì như viên trưởng anh em ạ. Không đùa được anh em ơi. Ra đòn phát nào là như viên trưởng luôn anh em ạ. Tung tóe luôn anh em ạ. Giờ thì mình phải điều mấy bà phù thủy bơm máu ra để bơm máu cho hai chiến binh của mình anh em nhé. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Ôi da, mẹ thế mà loay quay cũng hạ được anh chàng Griffon của mình anh em ạ. Bây giờ thì một mình Griffon phải chống chọi với ba bà phù thủy anh em ơi. Kinh điển đây, kinh điển đây. Chiến nào, chiến nào. Đừng sập chưa nhỉ.
Vậy là sứ mệnh 402 mình đã hoàn thành rồi nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn các bạn ở video tiếp theo nhé.